chị trở lại kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục chuỗi series bán quán thay đổi món ăn theo mỗi tuần nha. Thì tuần này mình sẽ thay đổi là món ăn mới nha các bạn. Mình thấy món này á, các bạn yêu cầu mình làm rất là nhiều luôn á. Hôm nay mình mới thực hiện nè. Thì hồi bữa giờ á, chị cũng không đọc bình luận. Bữa nay mọi người yêu cầu làm món gì Phương? Em thấy á, các bạn yêu cầu mình làm món này nhiều dữ lắm luôn chị Heo. Đó chính là món bánh bột chiên khoai môn. Đó, món này em ăn rồi nè. Ngon dữ lắm luôn á, chị ăn chưa? Chị cũng chưa biết cái hình như thế nào luôn, nói chị ăn. Còn Thảo nè, ăn món đó chưa? Món đó chị ăn rồi, chị là món thích món đó luôn á. Bữa nay tôi bán món đó là đúng bài luôn rồi đó Phương. Dạ, nguyên liệu á thì chuẩn bị trên nhà nè. Mấy chị em mình đem xuống để chuẩn bị làm nè mấy chị. Rồi, để nguyên liệu xuống bàn nè mấy chị, mình chuẩn bị làm nè. Rồi, để xuống bàn. Đó, lấy mâm ra giùm em đi. Đây là những nguyên liệu á mình chuẩn bị sẵn rồi nè các bạn, rất là nhiều luôn nha. Cái này á là cà rốt nè, như đu đủ mình sẽ làm như chua ăn kèm với bạn cho nó đỡ ngán. Đây, cái này á là bột khoai môn nè, chút xíu thì mình sẽ cắt ra rồi chiên nha, hai bịch luôn rồi mình bán cho các bạn. Đây bên đây á mình có trứng nè các bạn, chút xíu mình sẽ chiên chung với bột. Đó, hai bịch phô mai nữa nè, đó cho ăn cho béo ngậy luôn. Đây để qua một bên, còn cái này là hành phi nè mấy bạn. Đó, quá hấp dẫn luôn nha. Rồi, tỏi nè, rồi cái này là giấm nè. Rồi, ớt với lại chanh chút xíu mình làm nước mắm, chúng tôi chứ để ăn kèm. Còn cái này á là hành nè các bạn. Ôi hành lá cộng bự ghê luôn á. Bước đầu tiên á mình sẽ cắt bột nha các bạn. Với bào đu đủ nè, bào cà gót ra để mình làm dưa chua. Rồi để chị bào đu đủ cho cà gót chứ không? Dạ, vậy á thì để em cắt bột cho. Cắt bột tiếp luôn cho. Ok. Miếng đu đủ rồi. Chị Thảo. Rồi cắt nè chị Heo, cắt ra hình vuông nhỏ nhỏ nha. Ok. Rồi chị cắt miếng bự đi, sau đó cắt lại miếng nhỏ gì nè chị Heo. Bào đu đủ xong rồi á thì bào cà gót luôn nha chị Thảo, chút xíu nữa mình làm dưa chua. Hai chị em mình á cắt bột xong nè các bạn, bây giờ mình với chị Heo sẽ chiên bột cho nó vàng, chừng nào bán á mình chỉ cần chiên chung với trứng là được rồi. Còn chị Thảo bào cà gót xong rồi á làm dưa chua giùm em luôn nha. Ok. Rồi hai chị em mình chiên nè chị Heo. Cà rốt với đu đủ mình đã bào xong nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ làm dưa chua. Giờ thì mình sẽ cho cà rốt với đu đủ vô nè. Đó. Sau đó thì mình sẽ cho một miếng bột ngọt với chén đường vô. Rồi mình bỏ vô chút xíu muối nha các bạn. Cuối cùng là giấm nha. Chế đều nè. Sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Đều rồi đó, giờ mình sẽ để đây cho thấm gia vị để chiều bán nha các bạn. Dầu nóng rồi đó, mình thả bột vô đi chị Heo. Ok luôn. Rồi, chảo đều lên. Đây em luôn nè.
tiếp em đi chị heo. Chiếc lội nè, đang chở thằng anh. Xin lên dạng quá trời luôn nè. Trời, chở không kịp luôn á. Đây bên em dạng quá trời luôn rồi nè. Chị dớt cái đó xong rồi á, mình còn mẻ nữa kìa, thiên cho xong luôn nha chị heo. Đúng rồi. Wow. Bột khoai môn nè mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Bánh bột chiên nè mình sẽ ăn chung với dưa chua nè. Vậy nước tương này nha, dưa chua mình cũng đã làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm nước tương đang kèm. Rồi bây giờ mình sẽ để đường vào nha các bạn. 2 muỗng. Rồi xong. Tới nước lọc. Đó, mình sẽ để 3 muỗng nha. Rồi, để 3 giá nước tương vào nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ để nước cốt chanh vào. Cuối cùng á, mình sẽ để tỏi ớt vào. Sau đó khuấy đều lên nha. Vậy là mình đã xong phần nước tương rồi nè các bạn. Trời ơi, nước tương của mình nó quá trời thơm luôn nha. Hấp dẫn nữa. Giờ mình dọn mình ghế ra bán được rồi đó chị heo. Ok luôn. Ừ rồi, chị sắp phô mai xong rồi nè. Dạ. Vậy chị để đưa đi chút xíu mình làm luôn. Ok. Hai chị em mình đã đây soạn bàn ghế xong rồi nha. Bây giờ khách đến á thì mình bán được luôn rồi đó. Chị soạn dĩa lên đi chị heo. Rồi nha, soạn xong rồi hả? Dạ. Ơi Vinh con tới rồi hả? Hôm nay con tới sớm gì Vinh? Hôm nay em mới học xong rồi em qua quán chị liền nè. Ủa tuần này chị bán món gì vậy? Tuần này á, chị bán món rất là lạ luôn á nha. Bảo đảm với hai đứa luôn là vòng vòng khu vực này chưa ai bán luôn á. Cái gì vậy chị? Cái là món bột chiên này con. Ôi nhìn hấp dẫn quá à. Em thấy vòng vòng chưa ai bán chưa á. Có thể có ảnh bán à. Cho em một phần đi chú Phương. Ok, cái này là bán theo phần nha. Một phần như vậy á có 10.000 nha mấy đứa. Em một phần luôn nha chị. Ok, hai đứa đúng không? Rồi các bạn ngồi đi đợi chút xíu. Làm hai phần chị heo ơi. Ok. Đó, chị mì chảo nè. Làm tiếp mình đi. Dạ. Có gì chị tiếp em á, để trứng phô mai vô nha chị heo. Biết rồi mà. Dạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ múc ra cho bạn quá tiên với Vinh nha các bạn. Rồi chị kê dĩa vô đi. Rồi. Xong. Cái tiếp theo. Rồi, gắp dưa chua lên chị heo. Ok luôn anh. Ở vừa vừa chị ơi, gì mình nhiều chứ gì? Vậy được rồi, tại mình làm nhiều mà. Ok. Múc nước tương kìa chị heo. Ok luôn.
rồi chị bỏ nước tương vô đi. Đây. Ok, hai chị em mình bước ra nè. Đây, bột chiên của hai đứa này nha. Đây, bánh tới. Đây, hai đĩa nè. Hấp dẫn rồi. Đó, chúc hai đứa ăn ngon miệng nha. Dạ. Tình mình là hấp dẫn. Chén đi lên là Tiên. Dạ. Cái này ngon quá à. Lần đầu được ăn này nè. Á Tiên đang lần thứ mấy rồi? Này ăn lần đầu luôn á. Đúng hả? Đúng hả? Giòn giòn mấy béo thì là ngon. Rồi hai chị em mình chuẩn bị làm được rồi đó chị Heo. Đúng rồi. À, chuẩn bị nguyên liệu hết đi nha. Làm tới rồi cả Phương. Ủa chị Phương, tuần này chị bán món gì vậy? Tuần này á chị bán hơi bị món lạ luôn á nghe con. Là bánh bột chiên á. Cái này em cứ đi câu lãnh ăn một lần rồi nè. Rồi cái này mình chưa ăn bao giờ cho em một phần đi. Ok. Em một phần. Rồi ok, một phần hết đúng không? Dạ. Rồi đi, để chị xíu nha. Dạ. Rồi chị xíu cái đó. Rồi để vô đi. Nãy giờ chị bán được mấy phần rồi? Hai phần đó chị Thảo. Rồi đây chị bán tiếp cho. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ làm hai chảo luôn các bạn cho nó nhanh. Rồi đập chín vô, đập chín vô. Được nha. Rồi. Cái tiếp theo chị Heo ơi. Rồi. Rồi để hành lá vào. Được. Rồi. Để chị Heo. Ok, được rồi đó. Rồi mình sẽ để hành phi vào nha. Rồi xong, để cho nó chín thôi. Rồi làm cái bên đây luôn nè cho nó nhanh. Bưng ra bàn của con Ngọc này chị Heo. Đây bánh bột chiên của mấy đứa tới rồi nè. Bánh tới đó, nĩa của mấy đứa này nha. Rồi cho mấy đứa ăn ngon miệng. Ủa, hôm nay chị bán món gì vậy? Hôm nay chị bán món là bánh bột chiên nè Khương. Rồi, này nhiêu phần chị? Cái này có 10.000 phần à. Nếu có đem tiền. Rồi đếm chuyện luôn. Đi ăn không đem tiền. Ngoài có chị có đem 30 ngàn. Dạ, yeah, cho em ba cái này luôn chị. Rồi ok. Ba phần đúng không? Dạ. Rồi bàn đi, đợi chút xíu là có liền. Làm ba phần cho bạn Cương theo ơi. Ok luôn. Chị Phương làm đi hệt trên tủ lạnh luôn nè. Để ăn thử coi. Con quấn. Ngon. Ngon quá. Còn nóng ăn giòn thấy nè. Trứng nữa. Rồi để Phương Mai vô đi chị Heo. Phương ơi mấy đứa tới kìa. Rồi Hạ đi đây kêu món rồi cơm. Hôm nay chị bán món gì em nhìn ngon quá vậy. Hôm nay chị bán món là bánh bột chiên này nha. Phần này á có 10.000 rồi con ơi. Chị lấy em một phần đi. Ok, một phần đi không? Còn em thì lấy em hai phần, còn thả em ba một đạn. Ok. Ok, vậy đi đi đây. Rồi, cảm ơn mấy đứa nha. Các bạn ngồi đi để chút xíu là có liền. Ba phần. Rồi, bắt bếp lên làm tiếp nè. Bắt bên kia đi chị Thảo. Bắt bếp lên đây, chị bên kia chị làm ba phần luôn nha chị Thảo. Ok. Đó, hôm nay chị bán là bánh bột chiên á mấy đứa. Đó, món này thấy hấp dẫn ghê chưa? Hấp dẫn. Đó, cái này thì chị bán 10.000 phần đó nha. Mấy đứa kia mỗi đứa phần ở gì? Dạ. Rồi ok, các bạn ngồi đi để chị xíu. Rồi đập trứng đi.
Mấy đứa gắn chọn chút nha, chị Phương sắp ra bưng ra rồi. Rồi, bánh bột chiên của mấy đứa tới rồi đây. Đó, cô Cương nè. Cảm ơn. Rồi, mẹ này nha. Rồi, chúc mấy đứa ăn ngon miệng. Dạ. Trời ơi bạn ơi, đây là lần đầu tiên mình mới ăn món này luôn nè. Hèn gì, mãi trong cổng thấy thơm quá à. Trời ơi, thơm nước mũi luôn. Mày gì đấy? Ủa mai nè. Bây giờ thì bye bye.